Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi của bạn hỏi về vấn đề là công ty của tôi á, là kinh doanh mặt hàng chịu thuế chịu tăng, tính thuế chịu tăng theo pháp khấu trừ, tức là đầu ra của công ty chúng tôi á là kinh doanh mặt hàng chịu thuế với chịu tăng và tính thuế chịu tăng theo pháp khấu trừ, tức là đầu vào của chúng tôi nếu mà là hóa đơn chịu tăng á thì tôi sẽ hạch toán nợ 133 được chưa bạn, và kê khai trên phần mềm HTKK là kê khai ở cái mẫu 01 đây nè, GTGT nè. Thì xin cho hỏi là tôi nhận cái hóa đơn đầu vào mà là không chịu thuế giá trị gia tăng, tức là hóa đơn đầu vào mà các bạn mua bên bán xuất á, nó là cái mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng, tức là dòng thuế xuất làm sao không có thuế, và hóa đơn bán hàng tức là hóa đơn trực tiếp á là không có dòng thuế xuất. Thì cho hỏi hai cái tờ hóa đơn này nè, tôi có kê khai trên cái tờ khai 01 GTGT này không, tức là có ghi vào chỉ tiêu 23, 24, 25 hay không. Rồi bây giờ tôi trả lời cho các bạn nha, cái đây là thuế trả lời luôn chứ không phải là tôi nữa. Thì thuế nói nè, đối với hóa đơn bán hàng á, tức là hóa đơn không có dòng thuế xuất á, thì không phải hóa đơn bán hàng là hóa đơn không có dòng thuế xuất, tức là không phải là hóa đơn giá trị tăng, thì không nên kê khai vào bảng kê mua vào là 01 xịt 2, tức là không có kê khai vào 23, 24, 25. Rồi được chưa, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai mà tôi muốn nói cho các bạn ở đây là đối với lại hóa đơn bán hàng rồi đúng không, bây giờ đối với lại hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào mà mặt hàng không chịu thuế thì có kê khai hay không. Cái đây thì các bạn xem cái công văn, đây là công văn 3430 nha, ngày 21 tháng 8 2014 của Tổng cục Thuế. Bây giờ đối với lại hóa đơn đầu vào mà là không chịu thuế chịu tăng á, được chưa bạn, đối với lại hóa đơn chịu tăng đầu vào mà mặt hàng không chịu thuế thì có kê khai trên cái bảng kê mua vào hay không. Thì Tổng cục Thuế cũng có công văn 4943 nè, ngày 10 tháng 11 2014 trả lời nè, căn cứ các hóa đơn của hàng hóa dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị tăng thì không phải kê khai trên bảng kê mua vào. Như vậy là Tổng cục Thuế đã hướng dẫn có hai cái công văn nói rất là rõ rồi, là không được kê khai vào bảng kê mua vào của hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào nhưng mà mặt hàng không chịu thuế chịu tăng thì không ghi vào 23, 24, 25. Chỉ ghi vào 23, 24, 25. Thứ nhất là hóa đơn giá trị gia tăng đủ điều kiện được khấu trừ. Còn hóa đơn giá trị gia tăng không đủ điều kiện được khấu trừ, tức là vẫn có mặt hàng vẫn có số tiền chưa thuế nhưng mà nó không đủ điều kiện được khấu trừ, tức là không đủ điều kiện được hạch toán 133 thì không ghi vào 23, 24, 25. Tôi nhắc lại nè, chúng ta chỉ ghi vào 23, 24, 25 các trường hợp như sau. Trường hợp 1 là hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ. Như thế nào là hóa đơn giá trị gia tăng đủ điều kiện được khấu trừ thì các bạn về nhà xem cái nghị định, xem cái thông tư 219 tại điều số 15 đủ điều kiện khấu trừ VAT đầu vào. Xem cái này giúp tôi được. Rồi. Như vậy cái hóa đơn thứ nhất là hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ nha. Còn hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào không đủ điều kiện được khấu trừ thì cũng không ghi vào đây. Rồi, cái trường hợp thứ hai để ghi vào đây nè là chúng ta lấy giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thì chúng ta cũng ghi vào đây. Thì các bạn ghi vào 23, 24, 25, trường hợp 1 là hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ. Cái thứ hai là giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của nộp thuế trị tăng hàng nhập khẩu, và cái thứ ba là cái gì, cái thứ ba nữa bạn, chứng từ nộp thuế trị tăng thay cho phí nước ngoài, đây là thuế nhà thầu đó các bạn, thuế nhà thầu được chưa bạn, thuế nhà thầu mà các bạn nộp thay thuế trị tăng cũng ghi vào đây, hóa đơn đặc thù được chứ bạn, tức là trong cái hóa đơn nó đã bao gồm thuế chị tăng ở trong đó luôn rồi thì cũng ghi vào đây.
ví dụ như tem vé cầu đường á, thì trên đó nó ghi là 11.000 đã bao gồm 5% hoặc 10% cũng ghi vào đây. Rồi dễ được chưa? Như vậy nè, tôi nhắc lại nè, hóa đơn bán nè thì không ghi vào 23, 4, 5. Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào mà không đủ điều kiện được khấu trừ thì cũng không ghi vào 23, 4, 5. Hóa đơn giá trị gia tăng đầu mua vào, hóa đơn giá trị gia tăng nha, mà mua vào của mặt hàng không chịu thuế giá trị tăng thì cũng không ghi vào 23, 4, 5. Được chưa bạn? Ok. Hạch toán làm sao thì kê khai làm vậy, nhớ giùm tôi nguyên tắc đó. Tức là các bạn cầm trên tay cái chứng từ mà có hạch toán nợ 133 thì sẽ kê khai vào 23, 4, 5. Các bạn cầm trên tay bộ chứng từ đầu vào mà có hạch toán nợ 133 thì mới kê khai vào 23, 4, 5. Còn các bạn cầm trên tay tờ hóa đơn đầu vào mà không hạch toán nợ 133 thì không kê khai vào 23, 4, 5. Nhớ dùng tuổi nguyên tắc đó là được rồi. Hạch toán làm sao kê khai làm vậy. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn thấy video này hay hữu ích, cho tôi được like, comment và share. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi ra nhiều video hơn, bằng cách là lên kênh YouTube Tự Học Kế Toán. Lên kênh YouTube nè, các bạn bấm là Tự Học Kế Toán. Các bạn bấm Tự Học Kế Toán. Rồi, được chưa? Các bạn thấy là Tấn Hải Bùi, các bạn bấm vào đây. Rồi, một hai, các bạn bấm vào đăng ký kênh. Nhớ bấm vào cái chuông để khi mà tôi đăng những video thì các bạn là người đầu tiên thấy những video này. Ủng hộ bằng cách ủng hộ kênh của tôi để cho tôi có nhiều động lực, tôi làm ra nhiều video miễn phí cho các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.